Xin chào quý vị và các bạn. Khi Thanh và Mỹ song kiếm hợp bích, đôi gian phu dâm phụ dễ dàng thành lập một công ty riêng, trở thành đối thủ đáng gờm của tập đoàn KT. Cứ nghĩ một đám cưới sẽ sớm diễn ra, thế nhưng Thanh vốn là kẻ tham lam, ích kỷ, hắn muốn biến công ty đó thành của riêng mình. Hắn càng không muốn vì Mỹ nắm trong tay nhiều bí mật động trời. Cô sẽ uy hiếp, đe dọa hắn, nên hắn tìm cách ruồng bỏ cô. Hắn cố tình đổ tội giết Bình Minh lên đầu Mỹ. Khi cô nàng nhận ra, cô chỉ là con tốt thí không hơn không kém. Cô hiểu, đã tới lúc cô phải tỉnh ngộ. Đã tới lúc cô phải mạnh mẽ buông tay người đàn ông không xứng đáng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi đầu thú. Nhưng Thanh, khi biết được ý định đó, hắn đã ra tay tàn độc lấy mạng Mỹ, rồi vu oan giáng họa lên đầu Hằng. Hắn đinh ninh làm chủ cuộc chơi. Sự thật sẽ ngủ yên dưới nấm mổ sâu cùng Mỹ. Còn Hằng chẳng thể đào bới chuyện quá khứ. Nhưng hắn không ngờ rằng kỳ tích xuất hiện, đưa Mỹ từ cõi chết trở về. Đã vậy, dưới sự động viên của Trung, Mỹ biết cô phải làm gì. Cô khai nhận toàn bộ sự thật, minh oan cho Hằng, khiến Thanh phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Và rồi, sau khi hoàn lương, sau khi trả giá cho sai lầm của mình, thì ông trời đã đền đáp cho Mỹ khi Bạch Mã Hoàng Tử đã xuất hiện trong đời cô. Người đó chính là Thiện, trợ lý đặc biệt, cũng là bạn thân chí cốt của Trung. Tình yêu của họ nảy nở khi cả hai kề vai sát cánh cùng Trung. Và chuyện tình của Thiện và Mỹ diễn biến ra sao là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Dù cho Trung Niệm Tình là người một nhà, không truy cứu chuyện Mỹ suýt chút nữa lấy mạng anh, nhưng cô nàng thay vì cảm kích với Trung, Mỹ lại cùng Thanh đẩy nhanh kế hoạch thành lập công ty riêng. Đã vậy, đôi cẩu nam nữ lợi dụng ưu thế từng là hai trụ cột của công ty, lôi kéo đối tác, khách hàng, bòn rút công quỹ, khiến tập đoàn KT của Trung lao đao, đứng bên bờ vực phá sản. Cứ ngỡ Thanh và Mỹ sớm về chung một nhà, nhưng sự cháo trở, lật lọng của mẹ con Thanh thì ai cũng biết. Tới Hằng, từng hy sinh cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, từng bị chịu án oan thầy Thanh, mà hắn còn thầy cô ra đường không thương tiếc. Đã vậy, Mỹ còn là nhân chứng duy nhất của vụ thảm án của Bình Minh. Cô biết quá nhiều chuyện không nên biết. Thanh tìm cách tiễn cô đi chầu Diêm Vương. Khi cô biết được sự đáng sợ của Thanh, thì đã quá muộn. Rơi vào tay Thanh, cô chỉ biết cầu xin trong vô vọng. Anh Thanh, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Em có thể làm tất cả vì anh. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ làm trái ý anh. Đáp lại Thanh lạnh lùng, chỉ có cô chết đi, tôi mới có thể sống yên ổn. Có trách thì hãy trách bản thân mình. Rồi hắn dùng đá đập vào đầu cô như cách hắn từng làm với Bình Minh. Việc tiếp theo hắn chỉ cần đóng vai vị hôn phu, khóc lóc thảm thiết, xương xót cho mối tình âm dương cách biệt của hai người. Nhưng sự cố xảy ra khi Thanh ra tay với Mỹ vô tình bị Hằng chứng kiến. Và đương nhiên, Thanh không nương tay với Hằng. Hắn đánh ngất cô, rồi gian cảnh Hằng vì hận tình mà ra tay với Mỹ. Hằng bị tra tay vào còng, dù cô khăng khăng khẳng định cô vô tội. Nhưng nói chuyện với pháp luật thì phải dựa vào nhân chứng, vật chứng. Với hiện trường được dàn dựng kín kẽ thì mọi bất lợi đều thuộc về cô. Còn Mỹ, cô được đưa đi cấp cứu, tính mạng lành ít dữ nhiều. Các bác sĩ tiên liệu, cô không thể qua khỏi. Sự việc chỉ có ba người, chỉ khi Mỹ tỉnh dậy mới được sáng tỏ. Nhưng đây là điều khó có thể xảy ra. Thanh chỉ việc diễn vai khóc lóc thảm thiết cho Mỹ. Thanh ung dung khi đang nắm chắc phần thắng trong tay. Mỹ chết đi, mang theo bí mật về cái chết của mình. Công ty vừa thành lập, giờ chỉ có một chủ sở hữu là Thanh. Với tiền tài, địa vị của mình, Thanh sẽ sớm chạm tay vào đỉnh cao danh vọng. Nhưng Thanh đã vui mừng quá sớm. Nợ hồng trần mà Mỹ gây ra quá lớn, nên cô chưa được chào đón ở Diêm Phủ. Cô đã qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh dậy, người duy nhất bên cạnh cô không phải Thanh mà là Trung. Phần vì Trung hiểu, Mỹ mới có thể minh oan cho Hằng. Phần vì giữa hai người có chung nửa huyết thống, anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô em họ. Trung biết rõ những gì Mỹ làm, nhưng thay vì hận, anh lại nhẹ nhàng. Ơn trời, em đã tỉnh dậy. Em có biết anh lo lắng cho em nhiều thế nào không? Mỹ dò xét. Là thật sao? Nụ cười hiền hậu của Trung nói lên tất cả. Rồi anh tiếp lời. Em sai ở đâu thì hãy đứng dậy chỗ đó. Anh tin, cánh cửa này đóng lại,
sẽ có cánh cửa khác mở ra. Lời nói của Trung như giúp cô tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cô gạt nước mắt, nén đau thương, cô ra đầu thú, nói toàn bộ sự thật, cộng với sự trở về của Phong, cùng rất nhiều manh mối các chiến sĩ công an thu thập được. Thành có gian xảo thế nào cũng phải cúi đầu nhận tội. Với rất nhiều mạng người trong tay Thành, Thành phải đối diện với bản án cao nhất. Còn Mỹ, vì cô cũng là nạn nhân, lại thành khẩn khai báo, lại được Trung tìm luật sư giỏi nhất, cô đã được hưởng án treo, cô có thể ngẩng cao đầu làm lại cuộc đời. Sóng gió qua đi, Trung bỏ qua sai lầm của Mỹ, còn chào đón cô trở về công ty, giao lại vị trí giám đốc marketing từng thuộc về cô. Giờ đây, Mỹ chỉ biết chú tâm vào công việc, cống hiến hết mình để đền đáp ơn cứu mạng của Trung. Và rồi, khi trở về với bản ngã lương thiện, không còn một cô gái lắm mưu nhiều kế, không còn một cô gái luôn tỏ thái độ mẹ thiên hạ, cô sống khiêm nhường, hòa đồng thân thiện, cô biết lắng nghe, biết chia sẻ. Quả thật Mỹ từng rất đáng ghét, nhưng ngẫm lại, cô cũng thật đáng thương, vì là sản phẩm lỗi trong một lần vui chơi qua đường của ông bố đại gia với cô hầu rượu, nên cô luôn gồng mình chứng tỏ bản thân. Cô luôn tỏ thái độ kênh kiệu, kiêu căng, để che giấu thân phận thiên kim tiểu thư giỏm của mình. Cô từng nghĩ Thành sẽ là bến đỗ của mình, cứ nghĩ ở bên hắn, cô sẽ là chính mình, sẽ tìm được gia đình đúng nghĩa. Nhưng cô đã nhầm, lựa chọn sai lầm ấy suýt chút nữa cô phải đánh đổi bằng tính mạng sống của mình. Trái tim của cô giờ chẳng còn dám tin vào tình yêu, cô cứ thế một mình lẻ bóng. Thế nhưng, khi Mỹ biến thành một người khác, cô đúng là một cô gái hiếm có khó tìm, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Khi cùng là cộng sự của Trung, cô khiến Thiện rung động. Thiện vốn là chàng trai đơn giản, sống hết lòng hết dạ vì tình yêu, vì bạn bè, mới nhìn Mỹ và Thiện chẳng có điểm gì tương đồng. Nhưng theo quy luật bù trừ của tạo hóa, họ chính là mảnh ghép hoàn hảo với nhau. Thiện lấy hết dũng khí, thổ lộ tình cảm với Mỹ, khiến trái tim cô thổn thức trở lại. Trước đây cô luôn đặt ra tiêu chuẩn, người đàn ông của đời cô phải đẹp trai, có địa vị. Nhưng sau khi dính vào với Thanh, cô mới hiểu những thứ đó chỉ là phù du. Người có thể nắm tay cô đến cuối cuộc đời không phải là người chân thành, là người yêu thương cô thật lòng. Người có thể nắm tay cô đến cuối cuộc đời phải là người chân thành, là người yêu thương cô thật lòng, là người mang đến cho cô cảm giác bình yên. Dù Thiện không xuất chúng như những chàng trai từng đi qua đời Mỹ, nhưng anh là người cô cần, là người cô tìm kiếm mấy lâu nay. Mỹ mở lòng đón nhận Thiện, cả Thiện và Mỹ cùng gác lại quá khứ, hướng về tương lai, cùng xây dựng tổ ấm nhỏ, cùng là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ chung. Thế mới nói, cuộc đời này luôn có những thử thách, chỉ có ai đủ can đảm để đối mặt với những thử thách đó, đủ lý trí để chọn con đường đi đúng đắn. Dù Mỹ phạm rất nhiều sai lầm, nhưng giờ cô đã chọn đúng đường đi của mình, chọn được người đàn ông để cô tin tưởng, dựa dẫm cả đời. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!